Chúng tôi tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách thức các bạn có thể khai báo ghi tăng tài sản cố định. Chúng ta khi mua một cái tài sản cố định mới, chúng ta không thực hiện cái việc ở nhập kho xong xuất ra các bạn nhé, và chúng ta mua ghi tăng ở trong phần này luôn. Thế thì ở đây thì đầu tiên, ví dụ tôi lấy ví dụ như là cho các bạn này, phần tài sản cố định như này nhé các bạn nhé. Ghi tăng khi mua tài sản cố định. Ghi tăng khi mua tài sản cố định, chúng ta rất là cụ thể, cái này là chứng từ phát sinh trong kỳ. Thì các bạn lưu ý ở hai cái điểm này. Cái thứ nhất là khai báo tài sản mới, trong phần khai báo. Điều thứ hai, lập chứng từ ghi tăng. Chúng tôi nhắc lại này, khi các bạn sử dụng phần mềm nhập số liệu bắt đầu từ ngày 01, ví dụ 01 2017, thì đối với những tài sản mua sau ngày này, các bạn phải lập chứng từ mới có thể thể chuyển tài sản sang trạng thái đang sử dụng. Phần này mở ngoặc này, nếu không lập chứng từ, phần mềm sẽ coi như tài sản chưa sử dụng. Và chỗ này dẫn đến một cái tình trạng là không trích được khấu hao. Đấy, các bạn nhìn thấy tôi giải thích rất là rõ. Phần này, các bạn lưu ý này. Tôi lấy ví dụ ở đây là một cái trường hợp thế này. Mua một cái xe có giá 500 triệu. Đấy, phí trước bạ là 50 triệu. Đó, vận chuyển là 20 triệu. Đó, tôi sẽ thực hiện cái này như sau. Các bạn nhé, tổng giá trị đi, để phân bổ các bạn đưa hết vào nguyên giá rất là cụ thể. Chúng ta thực hiện như thế này. Tài sản cố định, chúng ta vào khai báo, chúng ta chọn thêm mới. Ở đây chúng ta đánh ví dụ như mã tài sản là 005, rồi xe xe ô tô, ví dụ ở đây là 4 lốp đi, đúng không? Đấy, nó dễ. Cái này, đấy, xe 6 lốp nó khác 4 lốp, đúng không? Loại này chúng ta chọn này, nhìn thấy ở đây nó khó đúng không? Có nhìn các bạn để đây, các bạn đánh chữ P, nó hiện ra có hai loại, có chữ P đầu tiên thôi. Đấy, chúng ta chọn cả đơn giá mua là 500 triệu các bạn nhé. Lưu ý chỗ này này, phòng ban sử dụng là sếp, đúng không? Sếp thời buổi này mà sếp lại còn dùng xe có 500 triệu. Đấy, có vẻ không hợp lý lắm nhỉ. Rồi, đây là các cái thông tin mà các bạn nhìn thấy cái trạng thái này, các bạn không thể chuyển nó sang đang dùng. Các bạn chuyển sang đang dùng thì khi các bạn lưu, nó cũng chuyển trở lại là đang mua chưa dùng. Đó, nó vẫn là chuyển sang cái trạng thái này và nó không trích khấu hao như tôi giải thích lúc nãy cho các bạn đấy. Thế thì ở đây chúng ta cứ để nguyên cái trạng thái là mua chưa dùng. Ngày mua là ví dụ 01 02 đi, cứ cho là như thế đúng không? 211 tài sản cố định, 21411. Ở đây đối với cái thông tư 200 ấy thì nó rất chi tiết cho các bạn ở cái tài khoản này này,
Là tài sản cố định hữu hình thì bao gồm là máy móc, nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, rất là cụ thể. Và cái tài khoản khấu hao cũng thế. Và chúng tôi khuyên các bạn là nếu các bạn làm phần tài sản thì kể cả 133 các bạn cũng nên mở tài khoản này ra theo từng cái mục, thì nó dễ cho các bạn. Khi các bạn lập phần mềm thì nó cũng căn cứ vào đây để nó tính ra cái phần thuyết minh báo cáo tài chính cho các bạn, nó lên thuyết minh. Nhưng nếu các bạn tách ra thì nó dễ hơn cho các bạn khi nhìn bảng cân đối kế toán, là bảng cân đối phát sinh, là các bạn có thể nhìn thấy được luôn. Thế ở đây chúng tôi nói cái vốn chủ sở hữu của các bạn nhé, các bạn đã đánh luôn cả tổng chi phí vào để nó check cái khấu hao cho các bạn nó là đầy đủ đấy. Thời gian sử dụng ở đây là 120 tháng thì nó sẽ tính trung bình cho các bạn là 4 triệu 7 50.000 cho một tháng. Giá trị hao mòn lũy kế thì các bạn hiện tại là mua mới thì các bạn chưa có giá trị đã hao mòn. Trong trường hợp đối với các cái tài sản mà đã khai báo là số dư đầu của các năm trước chuyển sang, các bạn đánh vào đây cho mình cái giá trị hao mòn lũy kế thì nó sẽ tính ra cái giá trị còn lại cho các bạn. Chúng ta lập xong chứng từ chúng ta lưu. Ok, sau khi khai báo xong các bạn vào phần tài sản cố định. Vào ghi tăng tài sản cố định, chúng ta chọn thêm mới. Thế ở đây chúng ta mua cái tài sản này, ví dụ tôi mua của ông thương mại ông à. Đây, nhập mua ô tô. Đấy. Thế thì ví dụ ở đây là chúng ta lúc nãy là ngày mùng 2 tháng 1 là mùng 1 tháng 2 nhỉ? Mùng 1 tháng 2 đúng không? Các bạn lưu ý này. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ bắt đầu tính từ là 15 tháng 2 đi. Đấy, tôi sẽ giải thích chỗ này cho rõ các bạn tại sao là 15 tháng 2. Cái này nó rất hay ở cái điểm này. Tức là khi các bạn đưa vào sử dụng cái bắt đầu từ ngày 15 tháng 2 thì cái tháng đầu tiên của nó chỉ tính từ ngày 16 đến ngày 3 28 thôi. Của cái tháng 2 này thôi, nó tính phần khấu hao của 15 hay 16 ngày gì đấy. 14 ngày à. Nó tính có 14 ngày và bắt đầu từ sáng sau mà đủ một tháng thì nó cứ tính nguyên một tháng, nhưng cái tháng đầu tiên nó chỉ tính lại bằng cái ngày của các bạn thôi. Chúng ta chọn tài sản là cái xe ô tô đấy, các bạn nhìn thấy không, những thằng nào mà nó là số dư thì nó không hiện lên, mà những thằng nào mới khai báo và nằm trong khoảng thời gian này thì nó sẽ hiện lên cho các bạn chọn. Ở đây chúng ta mặc nhiên chúng ta nhìn thấy đấy, giá mua của nó là 500 triệu đúng không? Rồi, chúng ta chọn cái gì nữa? Chúng ta chọn thuế và phí. Chúng ta đánh vào đây 70 triệu. Các bạn nhìn thấy bài toán của nó là 70 triệu nhé. Chúng ta chọn phân bổ chi phí. Thì chương trình sẽ hỏi chúng ta là có muốn tạo một cái chứng từ chung để hạch toán cái phần này không? Chúng ta chọn có. Ở đây nó sẽ tạo ra một cái chứng từ chung. Và cái chứng từ chung này chúng ta lập như sau. Chúng ta ghi ở đây là chi phí... chi phí trước bạ đi đấy, cho đơn số tài khoản ngân hàng không cần đúng không, chúng ta không thanh toán qua tài khoản ngân hàng, ở đây chúng ta ghi nợ 211 thôi đúng không. Thế cái đối tượng chúng ta, cái đối tượng theo dõi công nợ của chúng ta nó nằm ở đây. Thế nếu các bạn đưa vào là cái phần này là tài khoản 331 thì các bạn chọn đúng đối tượng công nợ. Thế cái phí trước bạ các bạn nộp ở đâu, cho ai, công nợ cho ai, các bạn chọn đúng đối tượng ở đây nhé. Và nếu mà chưa có các bạn chọn khai báo ở đây, các bạn thêm thêm đối tượng ở đây này, đấy mục này. Thế thì chúng ta sẽ chọn thêm đối tượng nợ, đối tượng có các bạn khai báo, nó có thể là đối tượng nợ là 211 thì chúng ta có thể ghi công ty của chúng ta, và cái đối tượng có thì các bạn ghi là cái đối tượng mà cung cấp cái phí cho các bạn. Đấy, tiếp theo này chúng ta sẽ ghi tiếp dòng thứ hai, chúng ta copy dòng này đi, bôi đen Ctrl V. Đấy, chi phí vận chuyển. Cho hóa đơn số. Này, ok, vẫn ghi tăng các bạn nha, trên này là 50 triệu thôi. Trước bạn 50 triệu và vận chuyển là 20 triệu, các bạn gõ lại cho nó đúng nha. Sau đây chúng ta sẽ vào kê hóa đơn thuế. Thì nếu như mà chúng ta đã có đầy đủ hóa đơn thuế thì chúng ta cứ kê bình thường. Ở đây cái giá tính thuế thì nó sẽ tự động lấy cái dòng đầu tiên. Đấy, ngày tính thuế thế này, số hóa đơn này, cái này các bạn ghi đầy đủ vào để nó lên bảng kê thuế các bạn nhé. Nhóm hàng hóa dịch vụ rồi.
Sẽ sang đến cái dòng thứ hai là cái phần chi phí này, cái thằng này chúng ta copy rồi cái chi thuế của phần chi phí vận chuyển đúng không? Dán nó vào đây. Đấy, chúng ta chọn 10% nó sẽ lấy 20 triệu còn lại cho các bạn đã đưa vào đây. Thì nếu mà trùng một số hóa đơn thì các bạn khai báo như thế này thì cùng một hóa đơn nó sẽ ví dụ đây vẫn là số 8 thì khi lập chứng từ, khi lưu chứng từ thì nó sẽ gộp hai cái này thành một hóa đơn vì nó là trùng số với nhau và trùng tất cả mọi thông tin thì nó sẽ gộp lại và thành cái hóa đơn này là 70 triệu chứ không phải là 50 triệu hay 20 triệu. Ở đây ví dụ đây là số 9 hóa đơn này. Thế sau khi chúng ta làm xong thì chúng ta lưu. Đã xong cái chứng từ này chúng ta đóng đi thì các bạn đã nhìn thấy này, cái giá vốn này, giá chuyển đổi này, đấy, ở đây giá tiền vốn này. Chúng ta chọn tiếp hóa đơn giá trị gia tăng của cái xe này. Loại này, đấy, số hóa đơn. Lần này là phải đánh số, bàn phím số là phải đánh bên trên không nó lại lỗi đúng không? Nó lại trùng số với nhau, nó lại gộp lại với nhau. Đấy, sau khi các bạn lập xong chứng từ này các bạn chọn lưu. Nó không có gì là khó đúng không? Thế ví dụ như ở đây chúng ta quên mất là còn một cái nữa là cái trường hợp này chúng ta gọi là đã nhận hóa đơn nhé các bạn nhé. Ở đây thế thì tôi ví dụ cho các bạn xem nhé, cái tài sản cố định này này lúc nãy nó là cái trạng thái chưa dùng, khi các bạn lập xong chứng từ thì đây nó đã chuyển sang trạng thái đang dùng và cái giá trị ở đây nó đầy đủ cho các bạn đấy. Thế thì nguyên giá ở đây là như thế nào các bạn? Ví dụ bây giờ chúng ta tính khấu hao cho cái tài sản này luôn. Chúng ta chọn tháng 1, chọn thêm, chúng ta chọn tháng 1 đi, tháng 1 đương nhiên chưa có đúng không? Cái thằng này nó phát sinh tháng 2. Thế là tháng 1 nó chưa thấy cái máy ô tô ở đây. Đấy. Nói cho rõ các bạn không các bạn lại cứ hỏi tại sao, nhiều khi nó cũng trở nên là quên. Cái này là cái ngày khấu hao chúng ta khai báo ở trong cái phần tài sản đó là ngày 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 mùng mùng 1 tháng 2. Chúng ta đổi ở đây rồi nhá. Ngày tính khấu hao đây các bạn này nhìn thấy không? Đây là 15. Thì chúng ta chọn lưu đi nhá. Quay lại phần khấu hao tài sản cố định xem nào. Nó thay đổi cái gì không? Các bạn nhìn thấy không? Có cái gì các bạn nhìn thấy cái gì nó thay đổi không? Chính là cái giá trị khấu hao một tháng này các bạn này. Giá trị khấu hao một tháng này đó là 4 triệu 7 thôi, nhìn thế nào thì nó là 4 triệu 7 đúng không? Nhưng mà khi chúng ta đổi bắt đầu cái ngày tính khấu hao bắt đầu từ 15 ấy thì nó sẽ lấy cái phần là chỉ là từ ngày từ 16 trở đi thôi. Thế nên là nó chỉ có cái tháng này nó chỉ có khấu hao trường này. Và tiếp theo ấy thì chúng ta sẽ làm một cái tháng 3 xem nào. Tháng 3 xem nó có đủ một tháng không. Đó. Đấy các bạn nhìn thấy không? Thế ở đây nó tính ra là cái tháng 3 thì nó tính khấu hao đủ một tháng cho các bạn. Hình như là cái này các bạn phải lập cái chứng từ trước đấy là tháng 2 này. Chúng ta lưu lại nhé. Chọn khoản mục phí đương nhiên rồi, đối với tài khoản 154 mặc nhiên các bạn phải chọn khoản mục phí. Nếu không nó sẽ không cho các bạn lưu. Và tiếp theo này, đối với cái tài khoản 154 nhá. 154 là ví dụ ở đây là chi phí chung sản xuất, chi phí chung này, thằng này cũng 154 chi phí chung này. Đấy. Chúng ta chọn tháng 3 xem nào. Đấy các bạn không thấy không? Cái phần đầu ấy, trong cái tháng 1 mà mình không tính thì nó sẽ cộng với tháng 1 vào đây. Cái này thì chắc là chúng tôi sẽ cũng phải thay đổi lại cái phần này. Đấy, như vậy là các bạn có thể tính là theo cái thứ tự như thế thì các bạn sẽ có được cái này. Và chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất về cái vấn đề tính khấu hao này một tí nữa. Thì mặc nhiên các bạn có thể cái giá trị bản thân cái giá trị khấu hao này các bạn có thể đánh lại mà gõ lại được mà. Thế thì ở đây là chúng ta đã làm xong cái phần tài sản các bạn nhé.